Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mobile City. Trong mức giá khoảng 4 triệu thì có chiếc máy nào chiến game mượt này, màn hình 2K 120Hz hay không? Trong ngân sách khoảng từ 2 tới 3 triệu, mua máy phụ gì để mà chụp ảnh cộng với cả có kháng nước? Cũng như giữa chiếc Redmi K50 và Black Shark 5RS, chiếc máy nào chơi game bắn súng phê hơn? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Ok, thì mình có chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới nha. Bạn nào muốn xem nhanh một câu ấy, kích vào nha. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi đầu tiên của bạn Đạt Madrid. Anh ơi, 4 triệu nên mua máy gì chơi game mượt và màn hình đẹp 2K 120Hz ạ, mong anh tư vấn. Rất khó nha. Với mức giá này thì các bạn sẽ phải mua máy cũ này, mua của người dùng, chứ còn mua của shop thì không thể. Bạn muốn chiến game mượt này, cộng với cả màn 2K 120Hz ấy, thì máy cũng sẽ phải hơi lỗi nhẹ một chút. Đó. Thì khi mà mình lướt qua trên Facebook tìm máy cũ ấy, mình sẽ thấy chiếc Samsung Galaxy S20 một vài máy bị ám nhẹ này, kiểu màn bị chuyển sang màu hồng một chút ấy, thì mức giá sẽ chỉ loanh quanh khoảng 3 triệu rưỡi tới 3 triệu 8 mà thôi. Chứ còn với chiếc S20 mà ngon ấy thì phải khoảng 4 triệu rưỡi nha. Về cái việc bị ám màn thì mình thấy dùng rất là ok, tại vì chỉ khi các bạn vào màu trắng ấy thì mới nhìn rõ thôi, các màu sắc khác nó bình thường các bạn nhá. Độ phân giải 2K đúng như ý bạn, 120Hz luôn, lại còn là màn hình cong nha, cực kỳ sexy. Và rất may, mức giá như vậy các bạn cũng sẽ mua được cái phiên bản sử dụng con chip Snapdragon 865. Chơi game khá là mượt nha, chiến được mọi game trên thị trường hiện nay, kể cả là Genshin Impact. Các bạn chơi mức thấp nhất thì FPS nó sẽ rất là ok, chơi trung bình thì vẫn được nhưng mà thi thoảng hơi giật một chút. Tổng thể là chơi ổn, không quá ngon thôi. Trong trường hợp bạn không thích máy lỗi thì bạn sẽ phải hy sinh đi một chút, giảm tần số quét màn hình xuống 90Hz thôi. Vẫn mượt mà đúng không? Thì mình thấy có chiếc OnePlus 7 Pro nha. Ngày xưa mình cũng từng dùng em này luôn. Màn hình của máy quá chất lượng các bạn nhá. Độ phân giải 2K cũng sẽ là màn cong và không khiếm khuyết luôn. Em này dùng cam thò thụt mà. Thực sự nhìn màn hình của chiếc OnePlus 7 Pro rất phê luôn các bạn nha. Máy sở hữu con chip Snapdragon 855. Hiện tại thì các tựa game phổ thông ấy vẫn chơi rất là ngon lành. Có chăng chỉ là với Genshin Impact thì hơi đuối một chút thôi. Và ưu điểm của OnePlus thì các bạn sẽ có một cái giao diện cực kỳ nhẹ nha, mượt gần ngang so với cả giao diện thuần Android. Đó thì bạn cân nhắc thử hai chiếc máy kể trên nhá. S20 bị ám màn này hoặc là chiếc OnePlus 7 Pro, hy sinh một chút xuống 90Hz thôi. Đến với câu hỏi thứ hai của bạn Nông Ngọc, có máy nào làm máy phụ giá 2 tới 3 triệu không ạ? Chỉ chụp ảnh kháng nước là được. Ok, bạn thích chụp ảnh cộng với cả kháng nước giá rẻ ấy, thì mua iPhone cũ là chuẩn bài rồi. Trong mức giá từ 2 tới 3 triệu thì mình thấy có hai sản phẩm, một là chiếc iPhone 8 này và hai sẽ là chiếc iPhone 7 Plus nha. Với chiếc iPhone 7 Plus thì màn hình nó sẽ to hơn, nhìn sướng hơn và có cam tele nha, chụp nó sẽ đa dụng hơn. Ngoài ra thì pin của iPhone 7 Plus cũng sẽ trâu hơn rất nhiều so với cả iPhone 8, dùng hàng ngày nó sẽ thoải mái hơn. Còn với chiếc iPhone 8 thì nó sẽ có màn hình nhỏ này, cầm nắm gọn gàng hơn, chip sẽ mạnh hơn một đời, các bạn sử dụng lâu dài hơn nhá. Mỗi tội là pin hơi hẹo, dùng một ngày thì kiểu gì cũng sẽ phải sạc từ 2 tới 3 lần. Nhưng mà bạn lưu ý hộ mình một chút nhá, với iPhone 7 Plus và iPhone 8 ấy, để mà bây giờ tìm được máy zin thực sự rất là khó. Nó sẽ có thôi nhưng mà rất hiếm. Thường thì với hai chiếc máy này các bạn đều sẽ bị thay pin rồi này. Mà đã thay pin ấy thì khả năng kháng nước của máy cần phải cân nhắc nha, đừng có lạm dụng. Nếu bạn chuyển sang dùng Android ấy thì mình thấy có khả năng tìm được máy zin cao hơn. Trong tầm giá này ví dụ có một vài máy như kiểu là LG V50s này hay là LG V50, LG G8 đó. Ba chiếc máy này mình thấy camera chụp sẽ không bằng iPhone nhưng mà cũng khá ổn áp trong tầm giá nhá. Và cả ba đều sẽ có kháng nước. Mình thấy ba chiếc máy này có khả năng tìm được máy zin cao hơn so với cả hai chiếc iPhone kia. Thì cái việc bạn tận dụng được khả năng kháng nước ấy nó sẽ ok hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn Nu Anh, giữa Redmi K50 và Black Shark 5S, điện thoại nào chơi game bắn súng ngon, mong anh cho ý kiến. Ý bạn là chiếc Black Shark 5RS đúng không? Chứ làm gì có Shark 5S. Rồi, thì tất nhiên khi mà chơi game bắn súng ấy, chiếc Black Shark 5RS sẽ ngon hơn hẳn rồi. Gaming phone mà, chúng ta sẽ có hai phím trigger nha. Với quan điểm của mình, chơi game bắn súng bằng hai phím trigger nó sướng hơn rất nhiều việc các bạn chơi bằng bốn ngón nhá. Đỡ bị che màn hình, mở thao tác tay nó cũng sẽ nhạy và nhanh hơn các bạn nha. Rồi thì loa của chiếc Shark 5RS mình cũng sẽ đánh giá cao hơn so với cả chiếc Redmi K50. Cũng là gaming phone mà, các bạn chơi game bắn súng nghe tiếng được rất là ok. Và thường với con chip Snapdragon 888 của chiếc Shark 5RS sẽ được hỗ trợ FPS cao hơn so với cả chiếc Redmi K50 ở các tựa game. Nhưng mà đánh đổi lại thì con chip này thực sự là hơi nóng nha. Nó nóng hơn chiếc K50 với con chip Dimensity 8100 khá là nhiều. Rồi thì màn hình của chiếc K50 cũng sẽ đẹp hơn nha. Độ phân giải 2K nhìn cân đối hơn. Pin của K50 cũng trâu hơn rất nhiều, 5500, Shark 5RS sẽ chỉ là 4500 mà thôi. Tất nhiên là chơi game bắn súng không phê bằng so với cả chiếc Shark 5RS, nhưng mà chơi vẫn ngon nha. Và với chiếc Redmi K50 ấy, ngoài việc bạn chơi game, dùng các tác vụ bình thường nó sẽ ổn áp hơn. Đó thì bạn phải cân nhắc thôi. Với chiếc K50 thì chơi vẫn được nhưng mà không ngon bằng so với cả chiếc Shark
sắc 5RS. Rồi, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi, xin chào, bye bye.